Hello, chào mừng tất cả bạn đến live stream của Hùng. Trận đấu có đại diện của Việt Nam, Nguyễn Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng là tay vợt phía xa màn hình nha em. Và phía gần màn hình là tay vợt đến từ Malaysia. Đây là trận đấu đầu tiên, điểm số đang là 1-0 cho Malaysia. Anh em cùng cổ vũ cho Việt Nam nào. Những đại diện đầu tiên của Việt Nam đã bị loại rồi. Lê Đức Phát hay là Vũ Thị Trang đã bị loại rồi. Và một số tay vợt trẻ nữa. Phải nói là Hải Đăng là niềm hy vọng của Việt Nam tại giải đấu này đấy. Anh em cùng cổ vũ nào. Hello, chào những người xem đầu tiên nha. Nếu mà mọi người lại theo dõi được cái live stream của Sport Hùng lại Cam 12, chúng ta chào nhau, tương tác với nhau một chút nào. Điểm 1-0. Việt Nam là phía xa màn hình nhé anh em. Gõ rất hay. Người ta gõ cầu không mạnh nhưng đã có thể giành điểm. Quốc Khánh có đánh giải này anh ơi, Sport Hùng đã quay trở lại nhá. Trận đấu giữa Nguyễn Hải Đăng của Việt Nam và tay vợt của Malaysia nhá. Nguyễn Hải Đăng Việt Nam mặc áo xanh đen phía xa màn hình. Set đầu thứ nhất đang dẫn 5-2 nha anh em. Anh quay chị Bubalu làm gì em? Quay chị Bubalu làm gì? Thích chị Bubalu à?
Anh em comment hỏi gì thì Duy Lợi cũng có đánh nha anh. Duy Lợi cũng đánh nha. Duy Lợi cũng là một tay vợt trẻ rất triển vọng của cầu lông đơn Việt Nam nha. Điểm số đang là 6-2 nghiêng về Hải Đăng nha anh em. Khéo quá. Anh em nãy comment gì mà Sport Hùng chưa trả lời cho anh em comment lại nhé. Bởi vì Hùng vừa sang set máy quay trận sân bên kia. Thì có gì anh em thông cảm. Ok, vừa bỏ chị ly của chị sang với ly của anh à. Tiến Tuấn chắc có anh ơi, có chứ. Tiến Tuấn cũng tốt mà, cũng tốt Việt Nam mà. Sân nhà thi đấu quận Tây Hồ Hà Nội nha anh ơi. Duy Lợi có đánh nha bạn ơi, có đánh nha, nãy Hùng xem trong danh sách thi đấu có đấy. Hello, buồn quá, lại có một số anh em kêu mạng làng. Hùng vừa phải nạp 200.000 đăng ký mạng đấy anh em ạ. Hello, 514 anh em đang xem. Đôi giày Chen Long giá em để giá tốt cho khách nên là không được công khai đấy anh ơi, có gì anh nhắn tin cho em nhé. Đôi giày Chen Long bản giới hạn đấy. Em vừa đặt hai đôi cho khách xong, nói chung đẹp lắm, thích. Giá đấy, giá em để quá tốt. Phiên bản giới hạn mức giá như thế là rất ổn. Wunvi xem chắc mai mới đánh bạn ạ. Hôm nay xem danh sách trận đấu không có trận nào tên Wunvi xem cả. Ngoài sân, Hải Đăng đang dẫn cách biệt 12 rồi anh em. May mà trận đấu chưa gặp đối thủ nặng ký lắm nên là kiểu có thời gian để thích ứng giải đấu ấy, thì sẽ có cơ hội tiến xa hơn anh em ạ. Tiến Minh em nghĩ là có, nhưng mà có một số anh em bảo không đủ điểm đăng ký giải này, nghe có vẻ hơi vô lý. Nghe bảo Tiến Minh không đánh nhưng mà em nghĩ là có đánh chứ nhỉ. Việt Nam mình đánh với Malaysia anh ơi. Việt Nam đang dẫn 12 nha. Việt Nam là tay vợt phía sau màn hình. Rất tỉnh táo. Điểm số 11-2 cho Hải Đăng. Hy vọng rằng Hải Đăng trong set đấu nửa set còn lại sẽ duy trì được gọi là sự chắc chắn. Ok anh Quý An comment là trận này đang trên cơ. Ok anh, nói chung là xếp đầu mình cũng không nói trước được gì anh ạ, biết đâu được ấy. Trong thể thao nó khó nói lắm. Đức Phát loại mất rồi anh ạ, Đức Phát thua sâu, thua hai xếp sâu luôn. Đúng rồi, Nguyễn Tất Duy Lợi anh Trung Đức này, Nguyễn Tất Duy Lợi có đánh giải này. Ok anh chưa khởi bảo Tiến Minh không tham gia. Tiến Minh không tham gia, ok, có nhiều anh em comment Tiến Minh không tham gia thì chắc là Tiến Minh không tham gia rồi. Nhưng mà có Quốc Khánh đánh cũng rất hay nhá. Quốc Khánh với cả Duy Lợi, với cả Phúc Thịnh đều đánh hết Hải Đăng này. Nhưng mà hiện tại Hùng vẫn là hy vọng nhất ở Hải Đăng anh em ạ. Duy Lợi thì cần một yếu tố gọi là bùng nổ. Đổi điểm 3-11 cho Malaysia. Đập cầu rất tốt từ Malaysia. Tiếp tục là một điểm số 4-11. Nói thật là anh mới đọc lướt qua danh sách vận động viên, anh không nhớ hết được vận động viên đâu. Mạnh An không biết có đánh không. Ok anh đèn báo bao nhá. Em có đánh nhiều trận anh ạ, nhưng mà không phải ở giải này. Thủ phản rất hay. Em không biết Tiền Tuấn có đánh không anh ạ, nhưng mà em nghĩ là có chứ.
Tiến Tuấn top 3, trong top 3 mà chắc chắn là đánh rồi em. Tiếc quá. Đổi điểm 5-12 cho Malaysia. Hello anh Trương Khởi, giải FL em được huy chương đồng anh ạ. Giải đấy là giải phong trào ở Hà Nội thôi anh. Cấm vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên kiểu có chế độ ấy. Với cả vận động viên có giải nhất nhì ở nội dung nâng cao một số giải đấu anh ạ. Còn lại thì đều được tham gia hết. Nói chung là giải toàn hàng khủng mà anh. Em hôm qua được cái sung với cả cũng không gặp gọi là tay vợt nào quá mạnh nên là mới được giải 3 thôi anh ạ. Hello thằng em Quốc học badminton nhá. Xin giới thiệu đến mọi người Quốc học badminton. Chắc là không cần phải Hùng phải nói nữa. Thì thôi giới thiệu cho Quốc học là Quốc học mới mở shop cầu lông ở số 35 Ngô Gia Tự nha anh em. Một shop cầu lông ở 35 Ngô Gia Tự bên Gia Lâm. Bên Gia Lâm, bên Long Biên ấy. Nếu anh em phía bên đấy thì cần đồ cầu lông, cần căng vợt hay là cần học cầu lông thì có thể liên hệ Quốc học badminton nhá. Nói chung shop của Quốc học thì là to nhất ở bên quận, bên khu Long Biên với Gia Lâm rồi. Máy căng vợt thì cũng là máy xịn hơn 100 củ nha anh em. Ok, lại đến thằng em Học Nguyễn. Xin giới thiệu mọi người Học Nguyễn, tay vợt top phong trào cầu lông miền Bắc. Tay vợt đến từ Lạng Sơn. Thằng em thì nó lâu rồi nó không đánh giải ở Hà Nội mấy, nhưng mà vừa hôm trước xuống đánh giải Hà Nội là được nhì đấy, tí nữa nhất. Và Nguyễn Học thì cũng có dạy cầu lông và mở shop ở thành phố Lạng Sơn nha. Anh em nào ở khu vực Lạng Sơn muốn mua đồ cầu lông hoặc là muốn học cầu lông cho con em học cầu lông thì có thể liên hệ Nguyễn Học nha. Học Nguyễn, comment ở trên livestream Hùng đó. Ok, em chào anh Minh Phú Support nha. Anh Minh Phú Support đang cổ vũ cho Hải Đăng và tất cả anh em Việt Nam cũng đang cổ vũ cho Hải Đăng. Điểm số đang là 7-14 nha anh ơi, Hải Đăng đang dẫn. Mất chân rồi. Quả vừa rồi là tay vợt Malay như bị mắc chân. Thảm nó kiểu, thảm nó rít đấy. Ok, có một số anh em hỏi khán giả của Sơ Cây Sơ Pô Đồng Badminton căng vợt hay mua đồ thì Quốc học có giảm giá gì không kìa. Ok, lần đầu giảm giá cho kiểu gọi là mở hàng, lần sau lấy đắt hơn tí là được. Em chào anh Sầm Sơn, cảm ơn anh rất nhiều. Lâu lắm không có ai khen đẹp trai. 16-7 cho Hải Đăng, xét đầu thứ nhất có vẻ khá suôn sẻ. Hải Đăng là đánh theo lối điều cầu mọi người ạ. Là đánh cũng rất là khéo. Hải Đăng sợ lối của Hải Đăng là sợ nhất mấy ông kiểu đánh tốc độ mà kiểu đập căng ấy. Hải Đăng thường bị thua mấy ông như thế. Hello Đức An, Đức Phát thua mất rồi em ơi. Hello anh Hoàng Nguyễn nha. Em chào anh. 17-7, khoảng cách 10 điểm cho đại diện của Việt Nam. Cầu ngoài sân. bên top mỡ không like bạn ạ. Kênh đấy kênh phụ làm chơi thôi, chứ còn phục vụ anh em bên Facebook là chính, bởi vì là Facebook mới là kênh chính của Hùng từ xưa đến nay mà. Ok, anh chào Mạnh Phạm Đặng nhá. Em chào anh Mạnh Phạm Đặng nhá. Hello anh Minh Tuấn ạ. Olympic vẫn có cơ hội tham gia mà anh ơi. Hải Đăng nếu mà giải này có giải tích thêm điểm vẫn có cơ hội tham gia mà. Ok, mọi người muốn xem lịch thi đấu của Việt Nam thì có gì tối về em up cho mọi người nhá. Mọi người cứ nhiệt tình chia sẻ cho em đi. Tối về em up, mọi người giúp Hùng chia sẻ live stream một cái được không ạ? Mỗi người ủng hộ một cái chia sẻ thôi được không ạ? Tối về Hùng sẽ up lịch thi đấu ngày mai cho anh em. Đúng rồi anh, Hải Đăng kiểu đánh đúng là fan Momota đấy anh ạ. Phong cách Hải Đăng là
theo Momota ấy, chắc là fan Momota. Hello anh em, nãy giờ nhiều anh em chào Hùng, Hùng chào không kịp thì có gì anh em thông cảm nhá. Nhiều anh em chào quá nhưng không kịp trả lời. Đấy, nhiều anh em hỏi rất đều là hỏi support Hùng có đánh không, support Hùng không vào đánh à, chịu luôn. Ok, anh em nào đã chia sẻ thì comment. Anh em nào đã chia sẻ thì comment, đã chia sẻ thì Hùng cảm ơn nha. Ok, anh chào Đào Ngọc Thắng nha. Điểm 19-10 cho Việt Nam rồi, 2 điểm nữa thôi là sẽ kết thúc set đầu thứ nhất. Hải Đăng có vẻ có một khởi đầu rất tốt. Ok, cảm ơn anh Huân Di đã giúp em chia sẻ live stream, cảm ơn rất nhiều. Phạm Đăng Độ, em chào anh Phạm Đăng Độ. 20-10. Rất khéo, trời ơi, một pha cầu quá hay. 21-10. Ok, chào anh Vũ Nguyên Anh, cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ. Xin chào anh Nguyễn Dương, cảm ơn đã chia sẻ. Cảm ơn anh Đèn Báo Bão đã chia sẻ nhé. Hôm nay mọi người nhiệt tình quá, Hùng rất là vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xem thi đấu mất 10.000 vé gửi xe nha anh ơi. Cảm ơn anh Tuấn Trịnh đã giúp em chia sẻ. Em cảm ơn anh Giang Vũ rất nhiều nha. Cảm ơn anh Trần Quốc Tuấn giúp em chia sẻ. Cảm ơn anh Cải Bắp giúp em chia sẻ nha. Em chào anh Khánh Gia nha. Em chào anh Mạnh Phạm Đăng nha. Anh Mạnh Phạm Đăng giúp em chia sẻ đi được không ạ? Cảm ơn anh Nguyễn Văn Sinh giúp em chia sẻ nha. Hôm nay mọi người nhiệt tình quá. Em chào anh Ngô Đức Hoài Nam. Ok, gần 800 người xem. Nãy là trên 800 rồi đấy anh ạ. Chào Trần Quang Long nha. Chào Nguyễn Song Toàn. Anh em giúp Hùng chia sẻ vài cái là lên trên 1.000 người xem ngay mà. Em không trao đổi vượt cũ mới anh ạ, em chỉ bán vượt mới và chuyên leaning anh ạ. Đợt này thì làm một số dòng vượt giá rẻ từ tầm khoảng 5 đến 700. Cũng rất là ngon trong tầm giá anh em nào có nhu cầu mua cho con hoặc người nhà mới chơi ấy. Hoặc là trình độ kiểu trung bình cộng đủ lại ấy. Thì mấy vượt tầm 5-700 đợt này em nhập được mấy mã rất là ngon. Nếu mọi người có nhu cầu thì ủng hộ em nhá. Đúng rồi anh ơi, nãy lên trên 800 mắt xem nhưng không hiểu nãy giờ sao bị tụt xuống còn gần 600 này. Giải đánh ở nhà thi đấu quận Tây Hồ anh ơi. Và bây giờ thì Hùng sẽ lại tập trung vào chuyên môn của trận đấu. Sẽ giảm tương tác với mọi người đi một chút nhá. Chúng ta đến với set đầu thứ hai nào. Nguyễn Hải Đăng tay vượt phía gần màn hình. Chúng ta đã giành chiến thắng 21-10 trong set đầu thứ nhất và set đầu thứ hai. Hy vọng Hải Đăng sẽ có thể kết thúc nhanh trận đấu. Rất tỉnh táo, bỏ cầu chính xác. 1-0. Ok, anh chào Nguyễn Đức Kiệt nha. Cảm ơn Nguyễn Đức Kiệt đã ghi nhận công sức của support Hùng. Áo cam là tay vượt đến từ Malaysia anh ơi. Đây là giải quốc tế nha, giải Super 100 tính điểm xếp hạng thế giới đấy anh. Loạt đôi nam qua rồi anh ạ. Mọi người muốn xem đôi nam thì có gì cứ follow kênh của Hùng Mai, Hùng live stream cho mọi người xem nha. Hello anh Khang Nero, thấy anh em comment là Tiến Minh không đánh giải này anh ạ. Rất hay, một pha chấm cầu xiết. 2-1 cho Hải Đăng. Quả đấy cũng không biết được gọi là quả chém cầu hay là quả đập gõ nữa anh em. Ok, có một số anh em comment là làng rồi. Làng thì đúng là em cũng chịu thôi anh ạ. Nãy mới đăng ký mạng rồi. Nói chung Hải Đăng đánh khéo và chắc cầu. Nhưng mà Hải Đăng thì hay bị kiểu ngợp mấy ông tốc độ nhanh với cả đập căng ấy.
Em xem mấy giải Hải Đăng toàn bị loại và bị dẫn sâu bởi mấy cái ông kiểu phong cách đánh như thế. Ôi, tí được kìa, quả hay đấy. Anh em cùng tăng bạn bè vào xem nhá. Còn anh em ở Hà Nội thì có thể sắp xếp thời gian qua sân nhà thi đấu Tây Hồ để xem trực tiếp mà sướng hơn live stream rất nhiều anh em ạ. Không sao, Thùy Linh vươn tầm thế giới càng vui mà. Anh Dương Jin ơi, Thùy Linh không đánh giải này thì đánh giải to hơn. Có video gieo chung kết giải FL nha em ơi. Nhưng mà anh chưa kịp edit. Có gì cũng sẽ đăng trong mấy ngày hôm tới. Điểm số 3 đều. Hello mọi người cho Hùng biết chất lượng mã nào ạ? Hùng thấy có một số anh em đang kêu là mạng kém rồi. Hải Đăng thì độ khéo là cũng rất ok rồi, nhưng mà lại hơi bị thiếu vấn đề sức mạnh một tí anh em nhỉ. Đang bị dẫn 4-3 rồi, xem này khó hơn rồi. Ok anh Trần Chiến, em đóng hàng thứ gửi hàng cho khách xong là chạy qua nhà thi đấu ly luôn cho anh em xem. Lại mất điểm nữa rồi, tiếc quá. Điểm số 5-3 cho tay vườn Malay. Ok, tiếp tục lên hơn 800 người xem rồi, tuyệt vời. Hùng mong muốn nhìn thấy con số 1K, mọi người có thể giúp Hùng bằng cách chia sẻ để nhiều người xem hơn đúng không ạ? Điểm 5-3. Hơi cao. Thủ cầu tốt. Phản rất hay. Hải Đăng rất khéo léo nha anh em. Tiếc quá. Ở đấy lại hơi tự tin quá mức. Ở đấy họ kiểu bắt khá chủ động rồi. 6-3 cho tay vợt Malay. Giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội anh ơi, giải Super 100, xếp hạng thế giới nhá. Đó. Đâu giải này làm gì được 250 anh? Sipucha xong rồi được 250 anh? Không. Sipucha là loại thấp nhất rồi, làm sao mà được 250? Em không biết áo Zonic đấy là áo nào anh ạ. Em hình như hôm nay Thánh Đập chưa ra trận anh ạ. Mỗi ngày một khung giờ khác nhau nha anh ơi. Cái này mình phải theo dõi lịch đấy. Có hôm thì đánh có thể là sáng chiều, có hôm đánh sáng tối, có hôm có khi đánh cả ngày. May quá. Điểm số rút ngắn 5-7 cho Hải Đăng. Anh chào anh Mạnh Phạm Đặng nha. Chào anh, chào vợ anh Mạnh Phạm Đặng nha. Ok, sắp lên được 1.000 mắt xem rồi mọi người. Mọi người giúp support thế nào. Xếp 2 điểm đang là... Tiếc quá, ngoài mới rồi. Điểm đang là 8-5 nghiêng về tay vợt của Malaysia. Nhưng mà xếp 1 thì Hải Đăng thắng. Yeah.
Áo trắng xinh gái không anh Hùng ơi, anh mắt cận chả nhìn thấy gì em ạ. Mà chưa ăn gì hoa hết mắt rồi. Thị lực giảm. Kéo lưới hay quá. Phải nói là họ có một pha xử lý rất hay. Hải Đăng vẫn rất chắc chắn. Quả đấy là chùn chân này anh em ạ. Bị dẫn 95 rồi. Về xét đầu thứ hai này, tay vợt Malay đã thi đấu bon hơn khá nhiều và tự tin hơn nữa. Đấy, đập sợ chưa? Mười năm. Ok, thằng em Dương Ngọc Sơn, anh chào thằng em Trần Ngọc An của anh nhá. An đang xem live stream mà sao anh không thấy tên hiện nhỉ? Xếp 1 Hải Đăng An anh ơi, 21-10 nhưng mà xếp 2 này khó rồi. Ui, nhưng mà nó nhanh quá, quả đấy với lên là hay đấy. 11 năm. Hello anh Việt Sơn, mới vòng loại vòng ngoài thôi anh ạ, vòng đầu tiên luôn đấy. Đúng rồi anh, Kumalai đập căng hơn. Đức Pháp bị loại ngay trận đầu rồi anh ạ. Đây xét đầu thứ hai nha anh Kiên Nguyễn. Xét 1 thì Hải Đăng thắng 21-10. Nhưng mà xét 2 này Malay nó đánh căng rồi, bắt đầu bon rồi. Nói chung là mình mới xem mấy điểm mình cũng chưa phán được là loại hay không anh ạ. Nãy Hải Đăng xét trước Hải Đăng đánh hay mà. Đức Phát gặp tay vợt gì của Nhật anh ạ. Thua sâu lắm, một set có 21-5, một set có tầm 21, hình như 21-11 thì hay sao ạ. Có gì anh em mai cổ vũ cho Dương Ngọc Sơn nha. Ta tiếp tục với set đầu thứ hai, điểm 11 năm. Việt Nam chúng ta đang bị dẫn. Hải Đăng cần điều chỉnh lại thôi, cố set 3 cũng được, tại bây giờ bị dẫn sâu khó phết. Những pha cầu Hải Đăng đã bắt đầu hơi bị thiếu lực rồi. Hello Thế Anh Nguyễn nhá. Mai anh gặp Dương Ngọc Sơn giải này em ạ. Mai tranh thủ các vận động viên chưa thi đấu, bọn anh gặp nhau. Tiến Minh hình như không đánh giải này ạ. Đôi nam có chứ anh ơi. Ok, cảm ơn thằng em Dương Ngọc Sơn. Bảy mươi hai sang xếp ba thì làm lại thôi anh, có gì mà toang. Trời, mình phải cổ vũ. Ôi, 1K rồi này, lâu lắm rồi không thấy con số 1K nha. Thử chụp màn hình lại xem là có ảnh hưởng gì không nhỉ. Anh em cho Hùng lên 1K1, 1K2 chụp nào. Anh hỏi câu khó quá, bên cạnh Hùng có người tên Điệp phải không? Em không biết, câu trả lời này không trả lời được anh ạ. Cổ vũ to quá sợ cẩn thận bị đuổi ra khỏi sân anh ạ. 13-7. Hải Hùng thấy là Hải Đăng nhiều khi nhiều quả là kiểu cố gắng thủ sát lưới quá nên là bị lỗi anh em ạ. Cảm giác của Hùng là thế nhá. Những quả đập của Hải Đăng ấy, Hải Đăng rất kiểu thủ nhưng mà kiểu
cố gắng hãm lực lại cho nó sát lưới. Nhưng mà kiểu thủ như thế thì thường lại có rủi ro vào lưới cao hơn. Đập gõ điểm rất tốt. 9-13 rồi, cơ hội trong set 2 vẫn còn. Nếu được thì nên kết thúc trong set 2 luôn. Ok, cảm ơn anh Đèm Báo Bao chụp màn hình 1K cho em. Em cũng vừa chụp xong. Thêm một điểm nữa, cứ tích từng điểm một là đuổi sát nút rồi mà. Rất tự tin để kéo lưới lại. Ôi, tiếc quá, Hải Đăng mất mấy quả như thế rồi. Còn bị thiếu một chút lực thôi, nhưng mà quả xỉa đấy hay. Cái kỹ thuật xỉa trông rất hay nhé. Thằng em Dương Ngọc Sơn dạo này ăn gì mà tròn thế em? Tí nữa anh không nhận ra, anh vẫn nhận ra mà, nhưng mà hơi muộn tí thôi. Ôi lại tiếc đấy, bên phía bên tay thuận Hải Đăng thủ mấy quả toàn thiếu tí lực nhá, khá là tiếc luôn đấy. Hỏng mấy như thế hỏng rất nhiều. Hùng thấy bắt đầu là đối thủ đập sang bên đấy nhiều đấy. Nói chung đánh giải nó nhiều yếu tố lắm anh em ạ, tâm lý các thứ rồi khó nói lắm, cũng không thể chê vào động viên được. Rồi, cảm giác hơi chậm tí anh em nhỉ. Đang gặp tay vợt Malay em ơi, nhưng mà tên thì anh không nắm được. Ok, Trần Ngọc An. Anh đánh đơn, đánh chơi thôi. Đợt này gọi là đang chỉnh lại bộ pháp nên là gọi là đánh bớt bị lỗi và mất điểm linh tinh đi một tí. Chứ còn trình vẫn non mà. Đang bắt đầu cảm giác là chân kiểu trùn trùn ấy anh em nhỉ. Trần Ngọc An nhá, đánh với anh em đập nhẹ nhẹ thôi nhá, anh không có anh em nó bị sốc. Nhưng riêng Ngọc Sơn càng đập mạnh càng tốt cho anh. Đập giữa trán được. Ok, 1,2k rồi này, nhưng mà thôi chờ tí nữa hết điểm. Hết điểm thì chụp màn hình. Ok, anh Khang Nero nhá. Vâng, em đánh đơn cũng gọi là tạm tạm anh ạ. Không sao, chúng ta bỏ set này, chúng ta cố set sau. 18-11 cho tay vợt Malay. Đấy, nay anh em có thể thấy trong thể thao nó có thể thay đổi rất là nhanh. Trước thì Hải đang thắng 21-10, nhưng bây giờ thì lại đang bị dẫn 21-11. Có anh em nào đang bảo bơm cốc bia nhỉ? Ok, cảm ơn anh Phạm Đăng Độ giúp em chia sẻ và hy vọng lên 2k. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Coi như là mục tiêu livestream của chúng ta đi. Xem là lên được 2k không. Một sao chờ, chúng ta chờ Hải Đăng bùng nổ set 3 nha. Biết đâu set 3 Hải Đăng bung lụa sao.
17 chung kết anh ạ. Đúng rồi anh, thôi nói chung là đang bị dẫn sâu này, không nên cố. Mất sức để xếp 3 đi. Đã chờ Hải Đăng bùng nổ xếp 3 nào. Giải này chỉ mất vé gửi xe thôi anh em nhá, không mất vé vào sân. Rất hay. Quả đấy là giống giống quả của Linda anh em ạ. Giải đánh ở nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Cơ hội jump smart. Ôi tiếc, không sao, dù sao cũng bị dẫn sâu rồi. Cú xếp sau 21-15 cho tay vợt Malay trong xếp đầu thứ hai. Em ở ngã tư Sở ra đây cũng hơi xa tí ạ. Đúng rồi, Hải Đăng cứ đánh như vừa rồi là ổn đấy, giữ nhịp độ xong rồi xếp sau đánh là ổn. Đánh phải cô mấy quả cuối để có cảm giác nhịp độ tốt, không sang xếp 3 đánh nó mới ổn được. Em cũng chưa biết lịch của ngày mai anh ạ. Nhưng mà vòng loại thì thường nó sẽ đánh cả ngày đấy ạ, đánh chắc từ tầm từ 8 giờ. Anh ấy lúc nào anh về anh cần lấy chai thì bảo em đấy. Đấy anh xem màu thế cả. Anh em mấu đấy, hôm nào đi đánh cầu rủ Sport Lùng uống bia, Sport Lùng nhận luôn nhá. Đánh cầu xong là nhiều khi cũng thèm bia lắm anh em ạ. Đúng rồi, Hải Đăng mấy quả. Chúng ta đến xếp 3 nào, cổ vũ Hải Đăng nào. Hù hù anh em chia sẻ xếp 3 điểm không đều. Đâu, tập trung nào. Hải Đăng cố lên. Tiếc quá, ngoài mất rồi. Điểm số 1 không, Đăng cố lên. Hay quá. Tốt. Quả cầu chính xác, cầu ngoài sân khá nhiều, một đều. Wow.
Ok anh ơi, em thích Sóc Sơn đấy. Anh có ở gần gần gì nhỉ? Gần hồ à, gần núi gì nhỉ? Núi gì cao nhất Sóc Sơn đấy anh? Em thỉnh thoảng lên đấy leo núi với cả cắm trại đấy. Em quên bố mất rồi. Hàm lợn đúng không? Hàm lợn anh ơi, anh có gần đấy không? Ôi bẻ quá hay quá. Ngoài tuyệt vời, bắt đầu khán giả cổ vũ là Hải Đăng bắt đầu sung và tự tin hơn rồi đấy. Đúng anh ạ, núi hàm lợn anh ạ, hàm lợn. Nói chung ở khu đấy có mấy cái hồ đẹp nha anh nhỉ. Hồ Đồng Đò với hồ Đồng Quan à. Đâu khán giả cổ vũ nhiệt tình lên nào. Hải Đăng nó kiểu động lực, nó tự nhiên cảm giác nó chỉ cần sung sung lên một tí thôi là đánh nó khác đấy. Đấy bắt đầu thủ kiểu cảm giác chắc chắc hơn rồi đấy. Đánh nó đỡ. Rất tự tin. Tiếc quá ngoài một chút. Với hàm lợn cắm trại thứ đấy thích mà. Không gian đấy thích. Chắc 3 điểm 2 đều. Nói chung trận này căng đấy. Chắc 3 căng đấy. Nó tỉnh quá. Ngoài có tí. Em chỉ bán vượt mới thôi anh. Không bán vượt cũ nhá. À đợt này có cái thằng gì đó suốt ngày nó giả em. Nó lấy link sọp pe với cả top mỡ của em. Nó gắn lên trang cá nhân. Xong nó đi đăng bài bán vượt cũ. Nó đi đăng bài bán vượt cũ rồi thì bán cầu, bán đủ các loại rất là rẻ để anh em tham. Xong rồi anh em tự nhiên vào trang cá nhân của nó thì sẽ lại thấy gắn link các kênh của Hùng. Thì cứ tưởng là uy tín nhưng mà không phải, nhưng mà đấy là kênh của Hùng chứ có phải kênh của nó đâu. Nhiều anh em tin tưởng chuyển cả mấy triệu tiền vợt cho nó ấy. Anh em chú ý hình thức lừa đảo này nhá. Tiện đang có nhiều người xem thì Hùng chia sẻ luôn. Đấy, hình thức lừa đảo là nó lập một trang cá nhân cũng không hiểu sao nó có mấy hơn 1.000 follow ấy. Đấy, ông bắt đầu là nó đăng các sản phẩm vượt cũ rồi đủ các loại giá rất là rẻ để anh em tham. Xong rồi nó gắn link các kênh của Hùng lên để lấy độ uy tín ấy. Thì anh em vào check thì thấy có kênh Tok Tok với cả Sọp Pe các thứ kiểu uy tín ấy. Thì mọi người cứ nghĩ là kênh đấy của nó, mọi người chuyển khoản hết tiền cho nó hoặc là cọc tiền cho nó, xong cuối cùng nó chặn mọi người. Mọi người mất tiền xong lại ra kêu support Hùng. Em chào anh Hoàng Việt nhá. Lâu lắm rồi không lên chỗ anh Việt chơi, em cũng muốn lên chỗ anh Việt chơi lắm. Nhớ kỷ niệm ngày trước lên anh Việt chơi thích thật. Điểm số 4-5 nha mọi người, Hải Đăng vẫn đang bị dẫn một điểm. Hải Đăng cố lên nào. Thôi xong rồi. Hải Đăng là thiếu những cái quả xăm sửa ma thì anh em ạ. Nhiều khi cài cầu sát lưới nhá, xong rồi nó hất dựng lên ấy. Nhưng mà không kiểu lùi xong nhảy đập như thế được. Cũng thấy là top thế giới nó cũng toàn mấy quả đấy nó toàn ăn điểm thôi. Có nghĩa là đã cài được sát lưới xong đối thủ kiểu bung cao lên ấy. Thì lùi nhanh về cuối sân nhảy hai chân lên đập ấy. Hải Đăng hôm nay là Hùng quan sát là nhiều trường hợp như thế mà lại không tận dụng được. Đấy là Hùng đang nói kiểu trình chuyên nghiệp thì phải tận dụng được những quả đấy nha. Chứ trình của phong trào như Hùng thì Hùng chịu. Phong trào như Hùng thì quả được quả không. Điểm số 7-5 cho Malai. Hello anh Tèo, ok nay Đức Phát thua mất rồi anh ạ.
quả đấy đập gõ nhanh, mình nhìn không kịp. Ngay cả mọi người xem, ngay cả tay vợt áo cam này nhá, khi mà Hải Đăng bị cài sát xong bung bổng lên ấy, tay vợt đấy toàn kiểu dăm smart bằng hai chân ấy, đập chết mấy quả gì mọi người, công nhận không? Xem lo Kim Diêu xem, mọi người để ý lo Kim Diêu xem. Cứ quả nào như thế là lo Kim Diêu nó bật lên đập là toàn ăn. Set 1 là Hải Đăng thắng. Set 2 là tay vợt áo cam này thắng. Đây là set 3 nha mọi người. Set 1 là Hải Đăng thắng 21-10. Điểm 6-7. Nếu tay vợt áo cam bản lĩnh thì anh ta sẽ không để bị ảnh hưởng bởi tình huống vừa rồi. Nếu không, nếu để bị ảnh hưởng thì chính tỏ bản lĩnh cũng chưa đủ. Xóa hay quá. À. 7 đều, xếp 3. Ôi, 1K5 rồi, xin chào tất cả 1K5 anh em đang xem ly nhá. Hải Đăng cố lên nào. Nó cài quá, lắc quá. Em chào anh NT ô tô Quốc Huy nhá. Chào tất cả anh em vừa chào Sở Bất Hùng nhá. Rất khéo. Hải Đăng nhiều khi đánh kiểu điều nhiều quá nhỉ, không có những pha dứt điểm bất ngờ. Rồi, một pha điều cầu rất hay. 8 đều. Đúng rồi, trọng tài biên người Việt Nam hết mà em. Trận này mà Hải Đăng bật thì có khi phải cảm ơn ông trọng tài bắt ngoài đấy. Đúng rồi, anh Phạm Cao Cường giải nghệ lâu rồi mà. Giải ở nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Đúng rồi, đang trực tiếp luôn nha. Lại lên 1K6 rồi này. Vừa chụp màn hình 1K5, bây giờ lại lên 1K6 người xem rồi. Điểm số xếp 3 đang là 8 đều. Cái góc độ của em nhìn ấy, nó thấy mũi lông thôi anh ạ, không thấy đít. Lông thì trong nhưng đít chắc là ngoài. Đấy, rất tự tin. 98. Thế cả bây giờ mắt em mờ hết rồi, gần như cũng không nhìn thấy gì rõ luôn ấy. Mắt đang mở hết rồi.
Hải Đăng em nghĩ cũng phải trên 1m7 đấy, nhưng mà người nó kiểu gầy ấy. Ôi hơi tiếc, chả mấy hiếm khi Hải Đăng đập, ở đấy đập căng phết nhưng mà lại dính lưới. Đúng rồi, tại vì đánh đơn ấy, chúng ta điều cầu hay các thứ thì thường cũng để đối thủ đánh non, hoặc là kiểu đúng rồi, để đối thủ kiểu đánh non ấy thì chúng ta phải kết thúc bằng những pha sớm mát kiểu thế, bất lợi những quả. Với cả nếu mà có quả đập tốt ấy, đối thủ cũng sẽ kiểu bị run. Có quả đập tốt nhiều khi đập tự nhiên đang bình thường, tự nhiên đập phát ấy, giật mình ấy. 11-9 anh em ạ, Hải đang bị dẫn 11-9. Hy vọng Hải Đăng sẽ có bứt phá trong nửa set đầu thứ 3 còn lại nào. 11-9, khoảng cách cũng chỉ có 2 điểm thôi. Ok anh ơi, bây giờ lại bị tụt xuống K6 rồi. Đập ngoài sân khá nhiều. Đức Phát bị loại mất rồi anh ạ. Ok, em chào anh một ngày dài nhé. Xin chào tất cả những anh em đang theo dõi live stream nhá. Những anh em nào nãy mà chào Hùng mà Hùng chưa chào lại thì có gì anh em thông cảm nhá. Ôi, đó là một pha bỏ cầu không chính xác của tay vợt áo cam. Quả đấy vẫn trong nhá. 11 đều rồi. Ok, em chào anh Việt Hùng nhá. Lên lại 1K7 người xem rồi này. Chúng ta cố gắng đạt kỷ lục trên 2K nhé. Mọi người giúp Hùng, anh em mới vào xem, giúp Hùng chia sẻ live stream để chúng ta đạt mục tiêu trên 2K người xem nào. Cảm ơn bạn Tính nhá. Wow, hay quá, vừa đủ lực. Đúng rồi, hay lắm. Ba điểm số liên tiếp cho Hải Đăng. Xếp 3 nha, đúng rồi, xếp 3 nha mọi người. 12-11. Run rồi, nói chung là chúng ta lên kiểu nhập cuộc luôn ấy. Khi mà đang bon với cả đối thủ kiểu đang bị còng tay thì nên nhập cuộc càng nhanh càng tốt anh em ạ. Cái này thì Hùng vừa mới học được của Đồng Quang Huy hôm đánh giải hôm trước. Nhờ thế mà Hùng mới thắng ở trận vòng tứ kết anh em ạ. Vòng tứ kết mới đầu vào bị dẫn 5-0. Vòng trước tứ kết luôn ạ. Vòng trước tứ kết mới đầu Hùng bị dẫn 5-0. Mất 5 quả đầu luôn. May đoạn sau bình tĩnh đánh. Ok, em chào anh Lương Tuyên nha. Điểm số đang là 13-11 cho Hải Đăng nha. Hải Đăng cố ăn một điểm nữa cho chắc chắn nào. Cho chắc nào. Rồi, thủ rất hay. Tiếc quá, một pha nó gõ biên khó quá. Có mấy khi đi đánh giải đâu bạn ơi. Tôi toàn đi live stream cho anh em xem ấy. Chứ có đi đánh giải bao giờ đâu. Ok, 1,9K rồi, sắp lên 2K rồi. Hải Đăng thắng là lên 2K nha anh em. Hải Đăng cố lên.
Hải Đăng đánh điều nhiều, ít dứt điểm quá anh em nhỉ. Toàn rồi. Anh ở Hà Nội em Cai Nguyễn ơi, không phải ở Sài Gòn. Anh còn chưa vào Sài Gòn bao giờ ấy. Có gì vào Sài Gòn kiểu gì cũng giao lưu với anh em trong đấy. Hải Đăng đánh bắt đầu tự tin vào bon hơn rồi. Nãy nhìn đánh đường cầu nãy là biết. Quả đấy khó rồi, non khó. 13-14 kịch tính quá. Trận đấu thứ 3 điểm số 13-14 nha mọi người. Hải Đăng vẫn đang dẫn 1 điểm. Cố gắng dẫn thêm điểm nữa nào. Thôi xong. Nó đập tốt quá. 14 đều. Hùng Sang đặt máy quay sân bên cạnh em ạ. Điểm đang là 15 đều nha, xếp 3. Tốt. Thôi xong rồi. 16-15. Cố lên. Cố lên em ơi. Bắp chân rồi. Đúng rồi, Hải Đăng ít đập quá anh ạ. Thiếu quả dứt điểm. Điều thì hay rồi, đánh thì cũng gọi là khéo rồi.
Đúng rồi, cho anh nói câu hay để cho Đức Phát với Hải Đăng hợp thể. Hợp lý, điều cầu của Hải Đăng còn quả đập của Đức Phát. Vẫn còn anh ơi. Đấy, thủ ở đấy chắc. Nó đang tích cực cuối trận, nó đang tích cực dồn để đập cầu này. May quá, ở đấy là thì chết. Cầu không qua lưới, 16 đều. Ui, nó đập khó quá anh em ạ. Quả đấy chịu, quả đập kiểu trượt cầu nữa cơ. Chưa có gì, mới bị dẫn một điểm thôi, cố lên nào. 17-16. Bây giờ Hùng cứ thấy đang bung cầu là Hùng lại thấy run anh em ạ. Này quá vẫn thủ được. Hay. Ui, hay quá rồi. Ô kìa. Ôi kìa, trời tiếc quá em ơi. Ở đấy còn không ăn nữa thì. Tiếc quá, quả vừa rồi tiếc thật ấy. Mười chín, mười sáu, chưa có gì cả, vẫn còn cơ hội. Làm một phát lên 21 luôn nào em, 21-19 à. Đấy, mấy cái quả đấy top thế giới nó toàn lùi, nó nhảy lên đập được hết anh em ạ. Ôi, vẫn lên kìa, hay. Ôi. Cố lên em ơi. Mười bảy, 20, cơ hội vẫn còn. Hay quá. Mà hơi đuối rồi, chân chậm quá, nhiều quả. Hải Đăng đánh này làm mình run quá anh em ạ. Hai mươi mười bảy,
Hải Đăng vẫn hơi thiếu sự bứt tốc và đột phá anh em ạ. Tiếc quá, thừa nhiều quả đập được mà. Anh ơi, anh về chưa? Buồn quá anh em ơi. Em làm gì đấy, trọng tài cái gì đấy? Em từ bên sân phụ trách sân bên này à? Anh em xem một trận đơn nữa nha. Xem tiếp đi. Quay trận đi đông cơn kìa. Anh đang quay máy ấy bên đấy rồi. Quay điện thoại bên đấy rồi. Đức Phát cũng loại rồi nha mọi người ơi. Tiếc buồn quá, Hải Đăng thua bây giờ. Nhưng mà nhiều tình huống nó chưa tận dụng được nhỉ. Nhìn không tận dụng. Thân bên kia mà không giữ được nhịp. Nó đánh thằng giò chứ không phải là nó như nhẹ. Đôi nam còn không anh? Có đôi nam không? Đơn tiếp rồi, chắc đơn tiếp. Ôi, anh em chờ xem tí nhá, làm trận đôi nào. Xem đôi nó phê hơn anh em ạ. Chóng mặt. Đâu Sugiyato đâu anh? Chắc đánh trận khác chứ. Nghe hai đằng kia áo giống nhau đấy, chắc là. Này có cái nét gì giống vừa đứng lên này, tôi vừa tô vừa lên. On course 4, Britney Kana India versus John Min Song Korea. Đơn. Xem xong Việt Nam hết sạch khán giả luôn anh em ạ. Thôi bây giờ mình phải đứng cổ vũ cả giải đêm người đó. Đúng rồi, em thấy Hải Đăng điều cầu hay, nhiều quả họ bị kiểu non hoặc họ kiểu bị dựng lên chưa tận dụng được. Tiếc quá. Nếu không có cầu quyết đúng không? Khó thật. Thiếu cầu quyết quá. Quả mà dựng này ở giữa cái lùng lừng giữa nó phải... Tôi nói chung là cũng cố gắng rồi. Vận động viên làm hết khả năng của mình rồi. Trận đấu kết thúc rồi anh em. Xem trận mới nha anh em. Tiến Minh như không đánh giải này rồi anh ạ.
Nãy Hải Đăng thua mất rồi anh ơi, tiếc quá. Đức Phát cũng loại mất rồi anh ạ. Nói chung là Hải đang điều hay nhưng mà không có quả dứt điểm mọi người ạ. Lịch mai em chưa xem anh ơi. Korea and... Ok, có một bạn comment. Hello Hursty. Ok, sẽ Korea and... Thôi được rồi, chiều bạn ấy một phát anh em. Trận bên kia xem Surigato đi, có lẽ là hay hơn đấy. Ok. Indonesia vs Korea. Ok, xem đương kim sắp hết pin rồi đâu. Sắp hết pin rồi anh em ạ. Còn mỗi 10% thôi. Thôi anh em xem được đến đâu xem nhá. Ca này Hùng chịu rồi. Em tưởng lúc em ra sắp hết sạch rồi. Có mang cái gì đâu. Xem lịch là đến 8:30 rồi. 8:30 là đánh trận cuối. Em không biết anh ạ, chưa xem lịch. Đây vợt Tommy Sugiato. Và đây vợt Hàn Quốc, điểm đang là 1-1. Rất hay, nhưng mà Sugiato có vẻ là nó vẫn kiểu đẳng cấp hơn anh em ạ. Lúc nào sập nguồn thôi anh em nhé, còn mỗi 10% thôi. Ông Sugiato đánh chắc nhỉ, cảm giác đánh chắc thế. Đúng là top thế giới ngày xưa. Hay thế. Đập cầu rất tốt, đổi điểm 2-3 cho Korea. Ôi, thủ chắc thật đấy, đánh chắc thật. Cảm giác nhìn an toàn thế. Hay, hay thật. 4-2.
Anh xe máy kia của em vẫn chạy. Anh quay, đang quay đúng không? Tắt rồi. Tắt rồi á? Đánh lâu thế nhỉ, mãi không hết xếp. Hay thế. Ui. Chắc thế nhờ, cả hai ông đánh đều rất hay nhá, đẳng cấp thế không biết được. Cầu trong sân 4-5. Anh em ơi, máy chắc chỉ còn 2-3% pin, lai nó xuống pin nhanh lắm. Anh em mà không xem được có nghĩa là máy bị tắt nguồn rồi nhá. Hai ông này đánh lâu khiếp. Phải sợ nhanh thế. Em chào anh Lê Tuân nha, chào mọi người nha. Trời ơi, trận đấu hay này muốn quay hết mà lại không còn pin. Chả có ai để mượn sạc anh em ạ. Chắc thật đấy, chắc. Nó vừa đủ lực ấy.
Rumi Sugiyato đánh vượt APAC anh em ạ. Ngoài sân 11-5. Ui giời, đập căng như thế nhưng mà vẫn không ăn thua, nhưng mượn lực tốt thật đấy. Hay thế nhở, xem kỹ thuật sướng thật anh ạ. Cầu trong sân, gôn chắc mai mới đánh Dương Ngọc Anh rồi, mai em ạ. Xem người ta đánh nhẹ nhàng thế em nhở, vừa đẩy nhẹ một tí đã cuối sân rồi, chạm mấy cầu cuối sân, chạm mấy cầu cuối sân, cầu trong sân điểm 7-10. Đập cầu tốt 8-10. Nine ten, 9-10. Ông áo đen ở chỗ cửa nhìn qua cũng thấy giống giống Tiến Minh mọi người nhỉ? Công nhận. Hết pin anh ạ, không quay được. 10% rồi, chắc có khi còn 1-2%. Điểm 11-9 nghiêng về Indonesia. 12-9. Không biết ma pa gì ạ, cây vàng vàng hay trắng tinh, trắng tinh. Nó chỉ một màu. Anh tìm vào trang chủ APA kiểu gì nó chả có ảnh nhiều đại diện. Xoa ngang hay nhỉ, ép hay thật. Bây giờ có ảnh thương hiệu. Hello Hursty.
Độc cầu rất tốt, 12, 13, chưa biết ma nào ăn ma nào đâu. Áo đỏ là Hàn Quốc nha bạn ơi. Korea. Hay thật mấy ông này. Sắp hết mẹ pin rồi, hết pin rồi. Về trước nhé. Từ em về nhé. Chắc thế nhờ. Uầy, một đường cầu quá hay luôn. Ao, tiếc quá. 15, 12, tôi cố gắng hết xét này, hăng sập nguồn nhé mày. Điện thoại gắng gượng lên em. Không à? Không sao Phi Phong à? Không á, nắng về. Có thì nói chuyện gì nữa. Đi này phải làm cái 50.000 này chứ. Không mang. Các bạn lúc mình ra mình chỉ sợ lúc ra đến sân còn hết trận rồi. Tại vì xem trên lịch là trận cuối là lúc 8:30. Nó cứ vẫn phải đúng lịch chứ. Thằng nào đánh cứ đánh, còn thằng nào đánh xong rồi nghỉ chứ. Không qua lửa. Về 6:12. Có ly ở Trang Anh thôi. Đây này còn ai ngồi đây đâu. Có mỗi mình anh ngồi ly. Có mỗi sờ bót hùng mà chưa ăn gì. Em có dùng 8 plus đấy anh. Chào anh Trương Công Phú nha. Tôi cố gắng hết xe này hăng sập nha. Tôi nguyên vẹn đây. 17:12. Khó thế nhưng mà hào. Buồn cười, hôm trước đi đánh giải trọng tài bắt cho mình là ăn điểm, cuối cùng mình mang cầu trả đối phương anh em ạ. Xong rồi thế là trọng tài lại bắt cho đối phương. Mười tám mười ba rồi. Eighteen fifteen. Fourteen. Eighteen.
không có cửa ấy. Thầy đang năm trước thua Suriato sâu mà. Ao. Chuyên thi 40. Hết sec. May quá máy vẫn trụ được nhưng mà cứ cho anh em xem tiếp thôi. Lúc nào nó sập thì cho nó sập. Đánh lâu thật anh ạ. Chắc này đánh lâu khiếp. Quá lâu luôn. Hai ông này đánh rằng co. Em sợ máy em quay nãy phải gần 30% pin. Bây giờ sắp hết pin. Bao lâu mới được quả đâu nha. Quá lâu nhưng mà mới được có chưa được 1.5 cm. Không nhận là lâu. Mấy hai ông này mà đánh 3 set thì có mà thành hơn tiếng. Indo top 3 thế giới ngày xưa đấy. Thế mà ngày xưa Tiến Minh vẫn ăn. Hình như thành tích đối đầu của Tiến Minh với Sugiato Tiến Minh còn nhỉnh hơn. Đủ biết là Tiến Minh đẳng cấp, ngày xưa đẳng cấp như nào. Chắc anh ạ, bền chắc. Giải này em nói chuyện với huấn luyện viên. Giải này là đa phần bỏ tiền túi anh ạ. Bọn nước ngoài thế mà. Đa phần bỏ tiền túi. Không phải Tiến Minh đâu anh ơi. Mọi người thấy giống Tiến Minh không? Cũng có nét giống nhỉ. Áo đen kìa. Nhìn xa xa, nhìn camera mờ thì giống mà. Mỗi Hải Đăng mà gặp hai tay vợt này thì đúng là chỉ có đi nhặt cầu thật khó. Có gì mọi người cứ để ý bài đăng của em nhé, về tối em cập nhật thông tin cho mọi người. Kèo lưới rất hay. Một đều. Kia lại rớt rồi, có khi trận này xếp 3 mất đèn. Ảo thật. Trận này ông kia lại rớt rồi. Hello anh Hoàng Đạt, Hải đang thua mất rồi anh ơi. Tiếp. Hết. Hết là trọng tài giật của mình. Mai em sẽ cố gắng ly anh ạ. Sắp xếp thời gian live cho mọi người. Nói chung là em cũng sẽ để ý xem là những trận nào hay ấy. Thì em sẽ ra live cho mọi người chứ không live cả ngày được. Live cả ngày điện thoại cũng không chịu được. Live cả ngày có khi nổ bố điện thoại luôn. Mai sẽ sắp xếp những trận hay, ví dụ như kiểu Gold Vixen các thứ mà đánh thì sẽ live cho mọi người xem. Hay thế. Ok anh về nhé. Hùng là Hùng phải chờ hai máy nó sập nguồn hết rồi mới về anh em ạ. Có một máy bên kia nhưng mà là đang quay lại video.
có cổ vũ cho ông Hàn Quốc thắng đi để còn được về sớm nào. Đúng rồi, anh Nguyễn Trung Kiên ạ, tiếc quá Hải Đăng không tận dụng được mấy. Giờ vẫn còn đánh anh em ạ. Chắc là chuyện cuối đấy. Bốn ba cho Hàn Quốc, xếp 2. Khéo quá, ôi vẫn qua kìa. Mấy quả cái gõ tôn nhỉ. Cũng các vận động viên toàn đập gõ điểm anh em ạ, chứ cũng lực cũng không đến lỗi căng lắm đâu nhá. Xem một Sugiyato ăn anh ơi, tay vừa thiếu gần màn hình. Toàn thực hiện những kỹ thuật khó, những cái chuẩn. Rồi Hàn Quốc bắt đầu bứt tốc vào. 5-3, 6-3.